Người biểu tình Ukraine chuẩn bị cho những cuộc đụng độ kế tiếp với cảnh sát. Tin từ Kiev, những người chống đối Tổng thống Viktor Yanukovych vẫn tiếp tục ở trong quảng trường độc lập tại thủ đô Kiev vào hôm nay, sau một đêm giao tranh dữ dội đã làm ít nhất 26 người chết, trong đó có 10 cảnh sát, trong vụ bạo lực tồi tệ nhất kể từ khi đất nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ này giành được độc lập. Khi các cuộc chiến giảm bớt cường độ vào lúc bình minh, quảng trường độc lập trông giống như một chiến trường, mặt đất bị đốt cháy đen bởi bom xăng. Những người biểu tình đã dỡ gạch của vỉa hè trong quảng trường để chuẩn bị cho những trận đánh sắp tới. Những người biểu tình khác thì chuẩn bị bom xăng. Một cư dân Kiev nghĩ rằng sẽ có thêm nhiều cuộc tấn công của cảnh sát vì ông Yanukovych sẽ không bỏ cuộc. Lực lượng an ninh chiếm khoảng 1/3 quảng trường vào đêm hôm qua, phía bên gần các văn phòng chính phủ và quốc hội. Tuy nhiên, các tình nguyện viên hỗ trợ những người biểu tình đã không nản chí bởi bạo lực. Họ đã đến quảng trường Maidan để chuẩn bị thức ăn và đồ uống nóng cho những người biểu tình đã chiến đấu với lực lượng an ninh trong đêm qua. Những người biểu tình cũng đã xây dựng lại rào chắn mới để chống cảnh sát. Một người biểu tình tên Mihailo cho biết rất đông người đang kéo đến quảng trường, mặc dù không dễ dàng để đến được đây vì cảnh sát đã thiết lập các trạm kiểm soát trên đường xa lộ và đình chỉ các chuyến xe lửa. Những người biểu tình và các đảng chính trị đối lập nói rằng họ muốn ông Yanukovych từ chức, nhưng thừa nhận điều này sẽ không dễ dàng. Nhiều người đang chuẩn bị cho tình trạng bạo lực hơn nữa.